video cận cảnh tiệc sinh nhật xa hoa của cựu tiếp viên hàng không. Yamaha nữ đại gia Singapore, sở hữu gia tài khổng lồ cùng khoản trợ cấp lên đến 10 tỷ đồng tháng từ chồng cũ được rất nhiều người ái mộ khi sở hữu tủ đồ hiệu với hơn 200 túi Hermes, 300 đôi giày có lạnh trị khủng. Cô từng là tiếp viên hàng không của hãng Singapore Airlines trước khi kết hôn cùng đại gia Nerdian Kuaka người Indonesia. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau 15 năm. Yamaha sinh cho chồng hai người con, một trai, một gái. Sau đó, chồng Yamaha ngoại tình và khai mạc lén lút chuyển nhượng số tài sản thành riêng tư sau lưng cô. Yamaha liền nộp đơn lên tòa án để đóng băng tài sản trị lạnh 93,2 triệu đô la Singapore. Năm 2011, hai người chính thức ly hôn. Sau đó, cô đã mở một yêu đương hiệu mỹ phẩm tư nhân và khai mạc sự nghiệp sở doanh của mình. Bên cạnh mỹ phẩm, Yamaha khá mắt tay trong lĩnh vực địa ốc, bất động sản. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1975 tiếp tục gây sốc khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật giáp tiến thưởng bên những người bạn. Không gian bữa tiệc được trang trí màu đỏ nhưng các vật dụng, đồ ăn đều được giáp tiến thưởng. Cựu tiếp viên mạnh tay chi hàng tỷ đồng cho ngày vui của mình. Cô mặc bộ đầm màu đỏ đầy tinh tế, đầu đội dương miệng bằng tiếng thưởng đến kim cương. Nụ cười rạng rỡ của nữ đại gia khi cắt bánh gato. Bạn trai mặc đồ cùng tông màu với Yamaha. Con gái Yamaha cũng sở hữu nhan sắc dễ thương không thua kém mẹ. Chiếc bánh sinh nhật cầu kỳ, sử dụng tiếng thưởng dát lên từng bông hoa, chiếc lá, được thợ làm bánh chế tác tỉ mỉ suốt nhiều giờ đồng hồ.